Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Miền Trung vẫn đang trong mùa mưa lũ, vậy nên trong nhiều ngày qua, mưa lớn xối xả ở miền Trung khiến nhiều trường học ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học. Theo dự báo, ba đợt mưa lớn dồn dập sẽ trút xuống miền Trung trong tuần tới. Cụ thể, tại Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố này vừa có công văn khẩn cho học sinh các cấp trên toàn thành phố nghỉ học do mưa lớn. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho học sinh, học viên trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học không học bán trú trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 13 tháng 10 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Riêng đối với các trường có học bán trú, trẻ mầm non và học sinh vẫn học buổi chiều, nhà trường chủ động sắp xếp thời gian, thông báo cho phụ huynh đón con vào cuối buổi học chiều nay, đảm bảo an toàn. Dự kiến sau 15 giờ sẽ ngớt mưa. Công văn nêu rõ, trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho con em. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã có công điện ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ huy yêu cầu lãnh đạo quận, huyện chỉ đạo triển khai phương án phòng chống mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là sẵn sàng phương án sơ tán dân. Đối với khu vực Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trên địa bàn cũng vừa cho 2.960 học sinh trên địa bàn do tình hình mưa lớn phức tạp. Cũng theo dự báo, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ còn kéo dài. Việc mưa to đến rất to nhiều nơi khiến nhiều tuyến đường liên thôn ở huyện Phong Điền bị ngập cục bộ 15-50cm, có nơi ngập 70cm. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát công văn đề nghị các trường học trên địa bàn căn cứ vào tình hình mưa lũ để cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê, hàng chục trường học trên địa bàn huyện Phong Điền đã cho học sinh nghỉ học. Theo dự báo, tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài từ nay đến hết ngày 20 tháng 10. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ có sông Bồ có mực nước trên báo động 1 là 0,53m. Các hồ chứa nước trên địa bàn cũng đang ở mức an toàn và đang được theo dõi sát sao. Còn tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây ngập lụt cũng khiến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng cho biết huyện này có 6 điểm trường với 2.063 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải nghỉ học do mưa ngập. Hiện mực nước ở một số xã vùng trũng phía nam huyện Hải Lăng bị ngập từ 50cm. Theo đó, tùy theo diễn biến mưa lũ và điều kiện thực tế tại cơ sở, các trường học cho học sinh nghỉ học trong trường hợp không đảm bảo an toàn cho học sinh. Những ngày qua, mưa lũ trên diện rộng đã càn quét, gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mực nước liên tục dâng cao khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, giao thông tê liệt. Tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hàng loạt tuyến phố ngập sâu 50-70cm. Các điểm ngập nặng nhất là ngã tư Lê Lợi, Trần Phú, vòng xuyến trước trụ sở công an thành phố cũ, đường Triệu Quốc Đạt. Chưa có thống kê chi tiết thiệt hại, ghi nhận ban đầu đã có hàng nghìn hecta lúa và hoa màu của người dân ở các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Quan Hóa, Như Xuân, Lang Chánh bị hư hại do ngập úng, gãy đổ trong mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tỉnh có 25 hồ đập đầy nước, hơn 150 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Nhiều nhà máy thủy điện thông báo xả lũ. Có 31 điểm ngập nước buộc phải chặn đường trên các quốc lộ và tỉnh lộ. Nhiều điểm bị sạt lở nặng. 1.178 ngôi nhà bị ngập, 1.081 hecta hoa màu bị hư hỏng, 116 hecta ao, hồ bị ngập, hàng trăm con gia súc bị cuốn trôi. Tại Hà Tĩnh, có nơi nước lũ dâng ngập tận nóc nhà, nước dâng cao cuốn theo lượng lớn đất đá. Khi chảy qua cầu dân sinh nối thị trấn và bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ bị tắc nghẽn, khiến nước chảy tràn qua tuyến đường trung tâm thị trấn Mường Xén. Nhiều nhà dân bị nước chảy tràn vào. Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng điều động máy móc đến hiện trường khơi thông dòng chảy, hỗ trợ nhà dân kê cao tài sản phòng tránh thiệt hại. Kế hoạch phát cây cầu dân sinh để tránh tắc nghẽn dòng chảy cũng đã được đưa ra. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, mưa lớn khiến nước dâng quá nhanh gây ngập phòng trọ của trường Trung học phổ thông Quỳ Châu. Trong sáng 27 tháng 9, khoảng 40 học sinh của nhà trường phải trèo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng khi nước lũ dâng ngập tới tận nóc toàn bộ phòng trọ các em đang thuê ở. Trong đêm 26 tháng 9, nước dâng cao liên tục, lại vào thời điểm ban đêm nên các em không kịp trở tay, không kịp thu dọn sách vở, quần áo cũng như các vật dụng cá nhân. Đến sáng 27 tháng 9, toàn bộ khu vực thị trấn Tân Lạc ngập sâu
chia cắt các tuyến đường. Giáo viên, nhà trường và các lực lượng chức năng sau khi giúp các em ra khỏi khu vực ngập nước đã bố trí cho các em ở tạm trong các phòng học của trường. Bộ phận nhà bếp của trường hiện đang hỗ trợ nấu ăn cho các em. Ngoài ra, giáo viên trường cũng kêu gọi cộng đồng, người dân khu vực xung quanh hỗ trợ áo quần cho các em. Tuy nhiên, do sách vở đã bị cuốn trôi, hiện các em chưa có sách vở để học. Nhà trường đã bố trí sách giáo khoa chương trình cho các em học sinh lớp 12. Còn các em lớp 10 và 11 vì học theo chương trình sách giáo khoa mới nên hiện chưa có để hỗ trợ các em tiếp tục học tập. Khoảng 3 giờ sáng ngày 27 tháng 9, tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, sau mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng lên nhanh chóng. Người dân ở đây phải xuyên đêm di dời đồ đạc để chạy lũ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu thông tin, trên địa bàn hiện 10 trên 12 xã đã có khu vực thôn bản bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục lụt cho biết, mức lụt ngày hôm nay chạm mốc lụt lịch sử năm 2007. Hiện nay, huyện đang dồn toàn bộ lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân trong những ngôi nhà bị ngập. Đến nay, khoảng 600 ngôi nhà bị ngập lụt, con người thì đang huy động được, còn hệ thống giao thông bị tê liệt hoàn toàn trên quốc lộ 48 và liên xã, liên bản. Huyện Quỳ Châu đã có 2 công điện khẩn, huy động lực lượng tại chỗ, trực bảo lụt 100% con số từ huyện đến xã. Mưa từ 12 giờ đêm qua đến 27 tháng 9 vẫn đang dồn dập với lượng mưa đo được khoảng 400mm, khiến toàn bộ hệ thống sông suối, ao hồ trên địa bàn, toàn huyện bị ngập. Đến nay, con số báo cáo chưa có thiệt hại về người. Nước lũ dâng quá nhanh, người dân không kịp trở tay. Nhiều tài sản tích góp của các hộ dân chìm trong nước, có nguy cơ mất trắng. Một người dân địa phương kể lại, từ quốc lộ 48 nước tràn vào như suối. Mặc dù ngôi nhà của gia đình đã cất nền rất cao nhưng vẫn bị ngập. Còn ngoài đường, nước ngập ngang cổ. Một khu chợ ở huyện Quỳ Châu ngập toàn bộ, có nhà ngập đến tận nóc. Dân chợ thì cũng lo chạy lụt ở nhà họ nên hàng hóa trên chợ bị trôi hết. Hưởng ứng kêu gọi của huyện, lực lượng tại chỗ của bản đã thức đêm để ứng cứu các bản Tân Hương, Tà Sỏi. Nhưng quốc lộ 48 ngập sâu trong nước nên lực lượng cứu hộ đành đứng nhìn dòng nước. Hiện các tuyến đường liên bản, liên xã đã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Còn tại huyện Thanh Chương, mưa lớn kèm theo gió lốc đã khiến một số địa bàn xã gây thiệt hại, ngập úng, chia cắt một số tuyến đường. Hiện tại nước trên các hồ đập thủy lợi đã đạt ở mức thiết kế. Nhiều vùng thấp trũng trên đồng ruộng đã bị ngập, nhiều ao nuôi cá của hộ dân đã bị tràn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!